Bonsai Úc Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cây phôi hải châu biển lá nhỏ giao lưu, đồng giá 350 mỗi lô, mình bao ship. Đầu tiên là lô mã C1, chiều cao tương đối là 45, mỗi lô rất là nhiều cây. Một cây mẫu tử mini dáng rất là hay. Lô C1 bao gồm 4 phôi, giá 350, mình bao ship toàn quốc. Tiếp theo là lô hải châu C2. Cây phôi rất là tương lai. Lô C2 bao gồm 3 phôi. Chiều cao tầm 45. Tiếp theo là lô hải châu C3. Lô C3 bao gồm 4 phôi, giá rất là mềm, anh em dễ sưu tầm. Cây phôi dáng rất hay. Cao tầm 40. Tiếp theo là lô hải châu C4. Mà C4 cây rất là to. Có chiều cao tầm 40. Tiếp theo là mã C5. Một cây phôi rất là quái. Cây phôi này lắc từ dưới lên trên. Cây tông cao tầm 70. Tiếp theo là lô hải châu C6. Một cụm rừng. Cụm rừng này anh em cắt chặt làm tàn dù, chơi rất hay. C6 bao gồm 2 cụm rừng, chiều cao tầm 40. Tiếp theo là lô hải châu mã C7. Cây lắc rất hay. Mã C7 bao gồm 3 phôi. Cuối cùng trong clip hôm nay là mã C8. Lúc ship phôi đây mình sẽ ủ ẩm bằng sơ dừa và tra trấu. Khi nhận phôi anh em có thể giữ nguyên bọc tầm 1 tháng sau khui ra trồng. Hoặc trồng trực tiếp thì sau khi trồng anh em dùng túi ni lông chùm kè chậu qua cây thì rất tốt cho cây. Cảm ơn anh em đã xem video.